Ok, xin chào tất cả các bạn. Lại là một ngày mới của Minecraft. Thì hôm nay mình đã nói với các bạn là mình sẽ xây một cái nông trại đằng sau lưng nhà. Thì let's do this. Let's do this. Dư một cái đo vui thế. Mình nghĩ là chiều rộng của cái nông trại nó cỡ nào đây ta? Cỡ nào cho nó vừa đây? Không phải dặn vừa đâu. Cỡ nào cho nó không có trở thành giản vừa thôi. Rồi. Sau nhiều lần tính toán anh ấy cũng chưa xác định được chiều dài, chiều rộng. Vô nhiêu. Đúng rồi. Rồi, nhà mới xinh ấy. Nhà mới xinh lắm ấy. Rồi nha, vui nha, vui nha, vui. Thì mình không biết là mấy anh này nó thích cái gì, hình như là nó thích lúa hay sao ấy. Đúng không? Mình cũng biết. Nhưng mà thì thôi mình vẫn cứ làm cây hoi. Cây hoi. Ok, hai cái hoe. Time to film. Tiếng hơi to, sorry. Lonely, I'm so lonely. This is so crazy. Fuck this shit now. Fuck me. I'm so gay. Bắt cua thật. Fuck. Ok, good job. You see what happened? Did you see that? Where my sheep go? Where is it? Fuck. Why you leave me alone, sheep? I need you. Come back here. You fucking cunt. Mày thích cái gì? Tôi cho mày ăn nghe nhá. Tao không như bao thằng khác đâu nhá. Cho ăn rồi biến nhá. Nghe không? Mày bây giờ mày vào không? Thử để làm cái bột đầy tốt luôn. Ngọt rất. Sau 3 cây gần stack. No. Ok. 4 cái. Sheep ơi, món mày thích này sheep. Ôi, hai con luôn, ngọt nhá. Từ để bật ra đằng sau cho nó chắc. Oh.
Bây giờ tụi bay muốn thế nào? Ai bảo mập quá chi? Mập quá làm gì cho khổ nhỉ? You're not going anywhere. Come here. There. Look at me. Don't get me. You fucking fool. Look at me. What the fuck are you going? Quay về chuồn. Tao chỉ cần hai con thôi nhá. Tao không có cần nhiều nhá. Quay về. Ấy mày ngu người. Phim heo. Tẹt. Ok. So happy happy. Mình nghĩ là mình sẽ xây thêm một cái farm ở bên này nữa. Mình không biết mình sẽ xây cái gì ở đây. Trong này là có ship thì thôi cứ trồng ship luôn. Mày. 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 Mày trở về chuồn nhanh lên bẹp bẹp cái mông tóc cơ mày vô tóc kê... con này vô đi theo mò mày thằng kia đi mày vô mày ở đây nghe không để tao rủ anh kia vô em ơi. Đi hướng này này, đi hướng này là có đồ ăn thơm lắm nha. Thơm, rất là thơm. Mày nhảy lên. Tôi chờ. Bây giờ mày nhảy lên không? Ok, thế có phải ngon không? Tao kêu. Đúng rồi, đúng rồi. Ai đúng rồi, đi vô, đi vô. Tôi kêu mày đi vô chứ không phải đi ra nhá. Mập chi cho nó khổ thế nhở. Còn mày. Đây là nhà tao. Bê cái dê. Hả? Sao? Làm rồi. Không, không làm. Để nhốt vậy thôi. Làm chi? Đi làm sẽ lồn đi tù nhà nhà tù thơm nhá mình sẽ định xây cái bồn xí không ta cho vui ok đây là cửa bồn xí đây nó ao ốp gỗ. Fuck this shit. What the fuck here? I need to find some fucking work. What time is it? Oh fucking. No quá, hồi nãy anh no thế. Giờ cứ ở lên, ở xuống. Ok. Đối diện là cái đớp hào. Mà không biết làm gì. Ok. So many things. Hả? Hả?
Many things over there. Oh my goodness. You need to go. Good job. Tiếp theo. Hình như mình hơi rảnh. Không biết làm gì nữa. Làm gì tiếp theo đây? Để coi. Don't know what I'm doing. Ok, mình sẽ nghĩ là mình đã xong rất là nhiều việc và mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng lại đây với cái bùn xí rất là đẹp. Ok. Good job, Luca, good job, good job. And now, good night.